Em chào các bác. Clip này em tôi sẽ test karaoke một giọng nhẹ nhàng cho bác như nào. Mà bác. Đôi loa DK có mức giá 5 triệu 6 và chiếc âm ly Zanko PA203G 4 triệu 8. Còn mic thì tùy các bác lấy mic nào được. Mic bên em có Beyer vỉ tím 2 triệu 9. Dòng đấy thì đẳng cấp rồi. Nói chung là thương hiệu do người dùng đánh giá rồi. Một loại 3 2 triệu 9, một loại 3 triệu 6. 3 triệu 6 thì dòng nó cao cấp, nó VIP hơn. Đây, đang đánh con dưới này bác nhé. Còn con này chút nữa em sẽ test tiếp. Con Proio chút nữa em test. Proio có mức giá 3 triệu 6. 3 triệu 6 con này đánh phê. Đấy. Karaoke. Bác chỉ cần duy nhất một đôi này cho em thôi, không cần nhiều. Nhiều bác cứ lấy nhiều, không cần không nhất thiết phải nhiều đâu bác ơi. Không nhất thiết là phải ghép nhiều, có những bác nào có những căn phòng tầm 40 mét vuông đổ lại, 3 40 mét vuông chỉ lấy duy nhất bộ này cho em thôi. Không cần nhiều quá đâu bác ạ. Nhé, ngoài trời nó hơi lạnh nên em cho vào đây. Thì bình thường em vẫn thích test ngoài sân nha bác. Hôm nay trời nó lạnh bác ạ, trời bắt đầu nó trở lạnh rồi. Đấy em Tuấn sẽ vào đây test cho các bác. Em test karaoke cho bác. Đấy bác nào cần ghép, bác nào thích bộ nào thì bác liên hệ với em sẽ ghép. Sau này em Tuấn test cho bác nhé. Đây là của đây là em đang test test thì ok. Sau đây mời các bạn đã là đôi đi ca có giá 5 triệu 6. Âm ly dân qua 2 4 8. Để mà test trên điện thoại bằng 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 bye.
con này là con này là cái con này cũng rất là khỏe, thoát rồi bắt đầu gắt không có tụi pháo và sài gòn hẹn gặp lại các bác lần sau. Đấy, có thấy không? Đôi này mà các bác ở trên thì em Tuấn bó tay. Bắt đầu nhu cầu liên hệ với em. À, và các bác ạ, đã lấy karaoke thì bác lấy sớm sớm hộ em. Bởi vì là cái đồ điện tử mà mới hay bãi nào cũng thế thôi. Em muốn các bác lấy sớm là gì? Để về các bác hát, bác test, không may nó trục trặc, bên em còn có thể hỗ trợ đổi hoặc là chuyển màng khác. Chứ có nhiều bác là lấy sát đến ngày Tết đấy, sau đấy lúc hỗ trợ nhau không may nó lỗi. Bởi vì nó ít lắm, nhưng mà không may nó lỗi thì vẫn phải hỗ trợ nhau. Hỗ trợ lúc ấy nó không được hợp lý đấy. Rồi em chào các bạn.